Con trọng kính cha chánh xứ, kính thưa cha quản nhiệm giáo họ Văn Cấp, kính thưa quý cô ông bà và toàn thể anh chị em. Người ta kể lại rằng trên giường hấp hối thì bà Thánh Monica đã nhắn nhủ với con của ngài là Thánh Augustino thế này: Augustino à, mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ mỗi khi con dâng thánh lễ. Con thiết nghĩ có lẽ nhiều người trong cộng đoàn chúng ta đang ngồi ở đây cũng đã từng được nghe những lời van xin tương tự như thế phát ra từ môi miệng của những người thân yêu của chúng ta trước khi họ qua đời. Con hãy nhớ cầu nguyện cho cha, hãy nhớ cầu nguyện cho mẹ. Quả thế thì ai làm người dù sống hay là chết thì cũng cần được thương, được nhớ, bởi vì không ai muốn mình bị lãng quên bao giờ. Và ngày hôm nay, trong không khí của đầu xuân, cộng đoàn giáo xứ chúng ta quy tụ tại thánh địa này để dâng thánh lễ ngày mùng 2 Tết kính nhớ ông bà tổ tiên. Chính vì thế mà chúng ta thường thấy rằng khi chúng ta tham dự thánh lễ, khung cảnh thường xuyên phải là nơi nhà thờ, nơi nhà tạm trang hoàng một cách lộng lẫy, có ghế ngồi khang trang. Nhưng mà chúng ta thử nhìn lại khung cảnh của ngày hôm nay, một khung cảnh vô cùng là đặc biệt. Một thánh lễ chúng ta có thể hình dung như là thánh lễ giữa đất và trời vậy. Thánh lễ giữa những con người sống và những con người đã ra đi. Đúng như là cha đầu lễ, cha chủ tế đầu lễ có chia sẻ: ngày hôm nay trong khi người ta đang vui chơi, đang chảy hội thì giữa cái nét cong cong như thế này, thậm chí cả các cụ già cho đến các em nhỏ, chúng ta chịu ngồi lạnh để cùng tham dự thánh lễ với mục đích cầu nguyện, tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên, những người đã ra đi trước chúng ta. Vậy thì giữa cái khung cảnh thánh lễ đặc biệt này, con muốn dừng lại một vài giây phút để chia sẻ một vài ý nghĩa về sự chết trước khi là hướng tới con người đang sống. Những điều này có lẽ cộng đoàn cũng đã biết, nhưng mà giây phút mà chúng ta ngồi ở đây bên cạnh chính những người thân yêu của chúng ta, có lẽ nó sẽ có những cái cảm nghiệm khác một chút. Vậy thì cái chết là gì và nó đem lại cho chúng ta bài học như thế nào? Trước hết thì chết là một sự dứt bỏ có tính cách cưỡng bức, bởi vì nó chia lìa hai người bạn thân thiết nhất, đó là linh hồn và thân xác. Cái chết là một chuyến đi cô đơn nhất, bởi vì người ta sẽ phải để lại sau lưng tất cả những gì mà mình quyến luyến, từ những người thân yêu cho đến tiền bạc, địa vị mà bao năm tháng đã gầy công xây dựng. Tuy nhiên thì là người Kitô hữu, chúng ta mang trong mình hạt giống đức tin cao quý lắm. Và hạt giống ấy dạy cho chúng ta biết rằng người Kitô hữu phải nhìn cái chết dưới ánh sáng đức tin, bởi vì cái chết không phải là một sự chấm dứt, nhưng là một khởi đầu. Đó không phải là một cuộc ra đi, nhưng là một sự trở về. Nó không phải là một cuộc chia lìa, nhưng là một cuộc kết hợp với Thiên Chúa. Vậy thì cái chết của người Công giáo chúng ta đẹp và ý nghĩa như vậy. Và khi chúng ta nhận thức được cái chết như thế, vậy thì cái chết đem lại cho ta bài học gì? Bài học thứ nhất con muốn gửi tới đó chính là bài học về giá trị đích thực của cuộc sống. Ý nghĩa của cuộc sống được thâu tóm trong một câu giáo lý mà con nghĩ quý cụ ông bà ngồi đây đã thuộc lòng từ bé rồi: hỏi người ta sống ở đời này để làm gì. Ai khi mà học giáo lý từ nhỏ kinh bàng hỏi câu đầu tiên có lẽ học câu này: hỏi người ta sống ở đời này để làm gì. Và câu thưa rất ngắn gọn: thưa người ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng, kính mến Đức Chúa Trời và thương yêu hết mọi người như anh em mình, hầu ngày sau được phúc đời đời. Cái câu hỏi hỏi người ta sống ở đời này để làm gì, các nhà hiền triết, các nhà vĩ nhân, các nhà học thức tri thức biết bao nhiêu thế kỷ, người ta vẫn đang băn khoăn, đau đáu và áy náy ở trong lòng. Nhưng mà đạo Công giáo của chúng ta trả lời một cách rất là ngắn gọn: thưa để nhận biết, thờ phượng, yêu mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân như anh em mình, hầu ngày sau được lên nước thiên đàng. Và bài học thứ hai mà cái chết mang lại, đó là bài học về sự khôn ngoan. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta sẽ được xét xử chỉ dựa trên tình yêu.
tình yêu hai chiều như thánh giá Chúa Giêsu ấy, tình yêu đối với Thiên Chúa là tình yêu hướng thượng, và tình yêu đối với tha nhân là tình yêu chiều ngang. Cái thập giá Chúa Giêsu là biểu tượng cho mọi loại tình yêu, quy tụ tất cả tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của con người ở đấy. Và chúng ta nhìn vào gương sống, nhìn vào gương hy sinh của Chúa để chúng ta sống xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, rồi cũng sẽ qua, rồi cũng sẽ chết. Và chỉ có tình yêu là tồn tại và ra trước mặt Chúa để biện hộ cho phần rỗi đời đời của chúng ta. Quả thật thì sách Giảng Viên có đoạn chép là mọi sự có cái thời của nó, có thời để sinh ra, có thời để chết đi. Và mỗi thụ tạo thì đều có thời hạn trên trần gian, và con người chúng ta cũng không nằm ngoài cái quy luật ấy. Cuộc đời của chúng ta có thể ví như là những chiếc lá ở trên cây với cái quy luật là lá rụng về cội. Vậy thì con mời gọi mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, cuộc đời chúng ta phải cố gắng để trở nên một hành trình như là hành trình chiếc lá đã cho đi trao ban sự sống. Cuộc đời của mỗi người chúng ta phải trở nên một hành trình trao ban món quà vật chất để lãnh nhận món quà tinh thần. Cuộc đời của mỗi người chúng ta phải trở nên một hành trình trao tặng tình yêu trần thế để đón nhận tình yêu nước trời. Cuộc đời của mỗi người chúng ta phải trở nên một hành trình tập sống bác ái, tập sống khiêm nhường để được chính đấng sống khiêm nhường nâng cao. Và cuộc đời của mỗi người chúng ta phải tập sống để trở nên một hành trình cùng chịu đau khổ với Đức Kitô để sinh hoa kết trái ở trong Ngài. Và khi hiểu được ý nghĩa và bài học của cái chết như thế thì có lẽ chúng ta mới có được cái định hướng đúng đắn cho đời sống của ngày hôm nay. Thưa quý cụ ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày mùng 2 Tết, ngày mà giáo hội dành riêng để kính nhớ ông bà tổ tiên. Quả thực thì dân tộc Việt Nam của chúng ta biết rằng đạo Công giáo được truyền vào đất nước Việt Nam vào năm 1533. Nhưng mà tổ tiên ngàn đời của chúng ta đã theo một đạo được gọi là đạo ông bà. Vậy thì bất cứ người Việt Nam này, bất cứ người Việt Nam nào cũng đều mang trong mình tâm thức của đạo ông bà, tức là một tấm lòng thảo kính ông bà, kính nhớ ông bà tổ tiên, không phân biệt là Công giáo, Tin lành hay là Phật giáo. Cứ là người Việt Nam thì đều mang trong tâm của mình lòng biết ơn thảo kính đối với ông bà cha mẹ. Và đó là nét đẹp về chữ hiếu. Chữ hiếu bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu, là sợi chỉ vàng để nối kết mọi người và là cốt tủy của nền văn hóa Việt Nam. Người ta có gốc từ đâu, có cha, có mẹ, rồi sau có mình. Và theo lẽ thông thường để đánh giá tư cách của một con người thì chúng ta thường dựa vào người cách người đó đối xử với cha mẹ của mình. Và thậm chí người xưa còn coi rằng việc báo hiếu cha mẹ còn cao trọng hơn cả việc đi tu. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đấy mới là chân tu, chứ không phải là đi tu theo phương cách chốn đời hay là phương cách chúng ta hình dung được. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Vậy thì đó là chữ hiếu theo quan niệm dân gian. Thế còn chữ hiếu theo người Công giáo thì sao? Kính thưa cộng đoàn, đối với mỗi người Kitô hữu của chúng ta thì thảo kính cha mẹ không chỉ dừng lại ở là một cái tâm thức, không chỉ dừng lại ở là một bổn phận tự nhiên, nhưng nó còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa nữa cơ. Chúng ta nhớ lại rằng trên núi Sinai, khi mà Thiên Chúa ban cho ông Mô-xê hai tấm bia và trên đó ghi 10 điều răn là cốt lõi của đạo Do Thái và đồng thời là cốt tủy của Kitô giáo chúng ta. Và thông thường thì người ta nghĩ rằng hai tấm bia ấy, trên mỗi tấm bia sẽ ghi 5 điều. 5 điều một bên thì hai tấm bia tức là 10 điều răn thôi, cũng đơn giản và dễ hiểu. Nhưng mà không phải như vậy ạ. Thánh Augustino viết thế này: ông Mô-xê đã cầm hai tấm bia. Tấm bia lề luật thứ nhất liên quan đến tình yêu Thiên Chúa, bao gồm 3 điều. Tấm bia thứ hai liên quan đến tình yêu dành cho con người, gồm 7 điều.
Như thế có 3 điều trên một tấm bia và 7 điều trên tấm bia còn lại. Nói cách khác thì nếu tấm bia đầu tiên bắt đầu với cội nguồn sự sống thần linh của con người là anh em hãy yêu mến Thiên Chúa, thì tấm bia thứ hai bắt đầu với cội nguồn của đời sống trần thế, đó chính là hãy thờ kính cha mẹ. Như thế, xét một cách nào đó thì điều răn thảo hiếu thờ kính ông bà cha mẹ là điều răn đứng đầu trong tất cả các điều răn hướng tới con người mà mỗi Kitô hữu chúng ta phải tuân giữ, như là tuân giữ thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời vậy. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng lặp lại giới răn này và khẳng định điều răn thảo hiếu ông bà cha mẹ là ý muốn và lệnh truyền đời đời của Thiên Chúa. Do đó có thể nói rằng việc thảo hiếu với tổ tiên ông bà cha mẹ là thánh ý của Thiên Chúa khi sáng tạo nên con người. Và sách thánh cho chúng ta một câu rất ý nghĩa: ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Vậy thì chúng ta phải thảo hiếu với ông bà cha mẹ như thế nào? Thưa, con mời gọi mỗi người chúng ta hãy tôn kính các ngài khi các ngài còn sống cũng như đã qua đời bằng một tấm lòng quý trọng, chân thành. Và chúng ta đừng bao giờ báo hiếu bố mẹ vì lợi danh, vì những toan tính nhỏ mọn. Chính Chúa Giêsu đã là mẫu mực thảo hiếu cho chúng ta noi theo, bởi vì Ngài đã luôn yêu mến và vâng phục Thiên Chúa Cha từ đời đời trong tư cách là ngôi hai Thiên Chúa. Và khi đến trong thân phận của con người thì Ngài lại thực hành đạo hiếu ấy hoàn thiện khi vâng phục cha mẹ trần gian là Thánh Giuse và Đức Maria. Và trong giây phút của thánh lễ ngày hôm nay dành kính tổ tiên ông bà cha mẹ, con xin khép lại bằng một lá thư của một người mẹ gửi cho đứa con của mình đọc để cho cộng đoàn cùng nghe. Và trong cái khung cảnh có lẽ là đang rất là lạnh buốt như thế này thì con hy vọng nó đụng chạm được vào một vài con tim của một vài người con, người cháu. Lá thư ấy viết như thế này: con yêu, ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc, xin con hãy bao dung. Con hãy nhớ những ngày tháng mà bố mẹ đã trải qua với con để dạy con bao điều lúc con thơ bé. Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một câu chuyện, thì đừng bao giờ ngắt lời bố mẹ mà hãy lắng nghe. Khi con còn thơ ấu, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hàng đêm cho đến khi con rơi vào giấc ngủ và bố mẹ đã làm vì con. Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều đáng xấu hổ. Con hãy nhớ lúc con còn nhỏ, chính đôi tay của bố mẹ đã tắm rửa cho cơ thể nhỏ bé của con. Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói, hãy cho bố mẹ chút thời gian để nghĩ lại. Và nhớ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận. Vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, được gần bên con và được nghe con nói. Thế thôi. Nếu như đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa, hãy giúp bố mẹ. Hãy nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập cho con những bước đi đầu đời. Hãy cố hiểu và chấp nhận. Đến khi về già, bố mẹ sống mà không còn hữu ích cho xã hội, mà chỉ là gánh nặng cho gia đình, và sống chỉ vọn vọn là hai chữ sinh tồn, xin con đừng cảm thấy xót xa đau buồn. Đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ. Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời. Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi, hãy giúp bố mẹ trong từng phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại. Điều duy nhất còn lại mà bố mẹ cảm ơn con là nụ cười và
và cả tình thương để lại trong con. Thương con thật nhiều, bố mẹ của con. Đó là lá thư của một người mẹ già gửi cho con của mình. Kính thưa quý cô, ông bà và anh chị em, để khép lại bài chia sẻ, con xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ và cầu nguyện cho các ngài, nếu các ngài đã khuất, và những ai may mắn hơn khi mà các ngài còn sống thì hãy biết nói lời tri ân, hãy hành động báo hiếu để các ngài vui sống trong tuổi già, trong ơn nghĩa Chúa và trong tình con cháu. Ngày đầu năm mới này, xin chúc cho những người còn sống được thêm an khang, hạnh phúc, và xin cho những người đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa. Và con cũng xin chúc cho những người làm con làm cháu biết sống tròn chữ hiếu với các bậc sinh thành. Và xin hãy tận dụng những ngày tháng hôm nay để tỏ lòng tri ân với các ngài. Khi các ngài đi rồi, chúng ta mới cảm nghiệm được thế nào là những giây phút quý giá khi các đấng sinh thành còn sống. Xin cho những ngày xuân là ngày sum họp nồng ấm tình gia đình, và xin Chúa Xuân ở lại nơi mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ giáo họ chúng ta, và chúc lành ban bình an cho hết mọi gia đình. Lạy Chúa, nhờ lời cầu nguyện và thánh lễ chúng con dâng lên Chúa trong ngày đầu năm hôm nay, xin Chúa đoái thương giải thoát linh hồn ông bà cha mẹ chúng con, nếu các ngài còn đang thanh luyện nơi luyện ngục. Xin cho chúng con luôn biết thảo hiếu với ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống, để sau khi trải qua quãng đời trần thế này, chúng con cũng được về sum họp với các ngài trên quê trời vĩnh cửu. Amen.